quý vị, Nghị quyết 30 của Chính phủ góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn trong mua sắm thuốc, thiết bị vật tư cho ngành y tế. Hiện các bệnh viện ở Đà Nẵng đang tập trung đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư cần thiết để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Sau gần một tháng Nghị quyết 30 được ban hành và có hiệu lực, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành gửi thông tin chào mua thiết bị, vật tư cần thiết liên quan đến hoạt động của bệnh viện để mua sắm theo quy định. Hiện tại, hai gói thầu thuộc danh mục hàng hóa cấp bách với giá trị hơn 80 tỷ đồng đã được mở thầu. Bên cạnh đó, các gói thầu thuộc danh mục hàng hóa thông thường cũng đang được triển khai. Rà soát từng vấn đề một, ví dụ như là các gói thầu vật tư thiết bị y tế riêng, gói linh kiện riêng, gói máy móc thiết bị chuyên dụng riêng, rồi các vấn đề liên quan tới thanh quyết toán riêng, các hệ thống máy đặt máy mượn riêng và các xét nghiệm riêng, và đồng bộ cùng lúc thì tất cả các cái bộ phận chức năng cùng vào cuộc để mà đẩy nhanh một cách thần tốc tất cả những gói thầu để phục vụ bệnh nhân. Để tập trung cho công tác mua sắm đối với ba bệnh viện hạng 1 của thành phố, Sở Y tế Đà Nẵng phân cấp cho các đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc. Đối với các cơ sở y tế còn lại, Sở Y tế tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung do các đơn vị thực hiện. Sở Y tế đang tiếp tục một cái gói thầu cho mua sắm thuốc bổ sung trong năm 2023 cho toàn bộ ngành y tế. Như vậy thì vấn đề thuốc căn cơ đã được giải quyết. Đối với vấn đề trang thiết bị y tế thì sau khi có triển khai văn bản thì các đơn vị cũng đã tiến hành triển khai mua sắm. Mặc dù nhiều nút thắt đã được tháo gỡ trong công tác đấu thầu mua sắm, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc nhất định. Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu về lĩnh vực y tế cho các cán bộ làm công tác đấu thầu để nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống, đặc biệt là công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia.